Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trong lúc các bác sĩ đang phẫu thuật tái tưới huyết cơ tim thì bất ngờ nam bệnh nhân 52 tuổi bị tụt huyết áp và ngưng tim. Các bác sĩ phát hiện tim bệnh nhân bị vỡ một đường khoảng 2,5 cm, huyết phun rất nhiều. Trước tình huống khẩn cấp như vậy, liệu có phép màu nào có thể cứu sống được bệnh nhân hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cứu sống ngoạn mục người đàn ông vỡ tim, huyết phun ồ ạt. Trong lúc đang phẫu thuật tái tưới huyết cơ tim thì bất ngờ bệnh nhân bị tụt huyết áp và ngừng tim. Các bác sĩ phát hiện tim bệnh nhân bị vỡ một đường khoảng 2,5 cm, huyết phun rất nhiều. Câu chuyện bắt đầu từ trước đó. Thấy đau ngực dữ dội, ông Bùi Sinh, 52 tuổi, ngụ tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, được người nhà chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh nhân được chụp mạch vành và chẩn đoán nhồi huyết cơ tim do tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Hai nhánh chính còn lại hẹp khít từ 90 đến 95%. Bệnh nhân có chỉ định mổ, bắc cầu nối động mạch chủ vành và chuyển đến khoa phẫu thuật tim trong tình trạng đau ngực nhẹ, suy tim tăng huyết áp, đái tháo đường, mắc bệnh thận mãn, gút và suy van tĩnh mạch chi dưới. Nhưng huyết động vẫn ổn trong quá trình làm xét nghiệm chuẩn bị phẫu thuật. Nhận định đây là bệnh nhân nặng, tuy còn trẻ nhưng hẹp và tắc nhiều nhánh chính động mạch vành, mắc một số bệnh nền và có thể nhồi huyết cơ tim tái phát. Do đó, bệnh nhân được điều trị suy tim tối ưu sau nhồi huyết để có thể phẫu thuật tái tưới huyết cơ tim càng sớm càng tốt. Đến ngày 2 tháng 11, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Trong lúc ekip mổ đang thực hiện lấy một đoạn tĩnh mạch dưới chân để làm cầu nối, thì đột nhiên bệnh nhân tụt huyết áp và ngưng tim. Các bác sĩ ở đây lập tức xoa bóp tim ngoài lồng ngực và tiêm adrenaline nhưng tim không đáp ứng. Trước tình hình trên, tiến sĩ bác sĩ Bùi Minh Thành, trưởng khoa phẫu thuật tim cho biết, các bác sĩ quyết định mở ngực ngay bằng cưa xương ức, mở màng ngoài tim để có thể xoa bóp tim trực tiếp, đồng thời thực hiện các mũi khâu trên động mạch chủ và trên tim để khởi động tuần hoàn ngoài cơ thể nhanh nhất, mới hy vọng có thể cứu vãn tình thế thiếu huyết não và các tạng trong cơ thể, thận, gan, ruột. Sau khi chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, tim rung thất, sốc điện trực tiếp, tim đập về nhịp bộ nối chậm, kèm rung nhĩ, đồng tử giãn 4mm, không đáp ứng ánh sáng, hạ thân nhiệt và chườm lạnh đã được áp dụng. Bác sĩ Thành nói, tình thế nghìn cân treo sợi tóc, nhưng chúng tôi không từ bỏ nỗ lực cứu mạng bệnh nhân. Trong khi đang suy tính lấy động mạch ngực trong để bắt cầu nối rất khó thực hiện, chúng tôi quyết định quay lại lấy tĩnh mạch hiển để bắt cầu nối mạch vành. Lúc này ekip phẫu thuật thấy huyết vẫn dâng lên rất nhiều trong khoang màng ngoài tim. Kiểm tra mặt sau dưới thành tâm thất, thì phát hiện tim bệnh nhân bị vỡ một đường khoảng 2,5 cm, huyết phun rất nhiều. Các bác sĩ tiến hành khâu đóng chỗ vỡ tim theo kỹ thuật Batista, đồng thời bắt 3 cầu nối chủ vành trên các động mạch vành bị tắc và hẹp khít để tái tưới huyết cơ tim. Sau khi bắt cầu mạch vành, tim vẫn không đập lại. Ekip mổ tiến hành dẫn nhịp tim bằng máy tạo nhịp và xoa bóp tim liên tục kèm vận mạch liều cao. Khoảng 12 đến 15 phút sau đó tim đập trở lại. Bệnh nhân tiếp tục được hỗ trợ tim trong hơn 1 giờ thì tình trạng huyết động ổn định dần và cai tuần hoàn ngoài cơ thể, tim tự đập hoàn toàn. Bác sĩ Thành hồ hởi cho biết, sau 16 tiếng hồi sức, bệnh nhân tỉnh dần với các cơn co giật cục bộ ở mặt ngực và tứ chi, đồng tử thu nhỏ dần. Sau mổ 36 giờ, bệnh nhân được rút nội khí quản, tự thở, vận động tay chân được và trí nhớ phục hồi dần. Theo các chuyên gia tim mạch, nhồi huyết cơ tim gây biến chứng vỡ tim gặp từ 5 đến 10% trường hợp nhồi huyết cơ tim cấp, thường xảy ra trong khoảng 2 tuần sau nhồi huyết và thông thường gây đột tử. Thật sự là tôi chưa nghĩ đến trường hợp vỡ tim này khi đã mở ngực và tiệm cận quả tim. Tình huống này xảy ra bất ngờ trong phòng mổ cũng là yếu tố may mắn mới có thể cứu mạng được bệnh nhân. Hy vọng sau khi bệnh nhân được bắt cầu mạch vành tái tưới huyết toàn bộ tim sẽ giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ vỡ tim ở các vị trí nhồi huyết đã có trước đây. Bác sĩ Thành chia sẻ và cho biết hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn. Nếu không có gì thay đổi, sau khi tiếp tục hồi sức chăm sóc và điều trị tích cực, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Hành trình trở về từ cửa tử. Tim bị ngưng đập sau cơn nhồi huyết cơ tim, người đàn ông được các bác sĩ ở bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh tiên lượng rất nặng, khuyên gia đình đưa về quê lo hậu sự. Và điều kỳ diệu đã đến, trên đường người thân đưa về quê để lo hậu sự. Ông đã được các bác sĩ bệnh viện ở Quảng Nam cứu sống một cách hy hữu. Sáng 4 tháng 11, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, ông Nguyễn Đình Khanh, 47 tuổi, quê xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam,
đã đi lại bình thường, nói chuyện vui vẻ. Ông cho biết sức khỏe của mình đã hồi phục được khoảng 90%. Ông vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Tối ngày 22 tháng 10, trong lúc đang ngồi dự đám thôi nôi cháu ngoại mình, ông có nhấp một tí rượu bia thì bất ngờ thấy ngực bị đau nhói. Ông Khanh kể, rồi sau đó tôi chẳng biết gì nữa, tới khi tỉnh lại thì thấy đang nằm viện. Mấy bệnh nhân trong phòng nói với vợ tôi kêu về ăn mừng, còn tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông chỉ nghe vợ kể rằng xe cấp cứu đưa mình từ thành phố Hồ Chí Minh về quê lo hậu sự bởi khi đó bệnh viện đã trả về. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, vợ ông Khanh kể, vào tối hôm đó khi hai vợ chồng đang dự đám thôi nôi đứa cháu ngoại thì bất ngờ chồng tức ngực, sau đó gia đình đưa vào bệnh viện Bình Chánh sơ cứu rồi lại đưa vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh. Bà Phương kể, trên đường vào bệnh viện chồng tôi bị tắt thở khoảng 10 phút, đến bệnh viện các bác sĩ sơ cứu rồi gọi tôi vào nói chuyện. Họ nói ổng bị nhồi huyết cơ tim, huyết tụ ở trong đó. Khi sơ cứu, ổng bị tắt thở 45 phút. Rồi bác sĩ hỏi người nhà có khả năng không, vì tốn một số tiền rất lớn để mổ, đặt máy gì trong đó. Lúc đó tôi cũng hoảng lắm rồi. Tôi nói người nhà không có khả năng, nên bàn tính với con rằng thôi để cho cha đi cho nhẹ nhàng, chứ số tiền đó nhà mình đâu có. Sau đó tôi đưa chồng về quê. Bà Phương nói khi chở chồng về thì ông đã tím hết người, chỉ còn thoi thóp. Trên đường về quê, gia đình ghé vào bệnh viện ở Phan Rang, Ninh Thuận, nhưng nhìn bệnh án các bác sĩ không dám nhận. Bà Phương xúc động nói, trên đường về thấy chồng có dấu hiệu vận động tay chân trở lại. Khi về đến Quảng Nam, tôi đưa vào bệnh viện đa khoa Quảng Nam sơ cứu với ý định để người nhà nhìn mặt lần cuối. Nhưng không ngờ tại đây, các bác sĩ đã cứu sống chồng tôi trở về từ cửa tử. Tôi mừng không thể tả, thật cảm ơn các bác sĩ. Ông Khanh tâm sự, rời quê mấy chục năm nay, hai vợ chồng ở trọ làm công nhân kiếm sống, cả hai có một người con gái, cuộc sống quanh năm khốn khó. Con gái ông có hai đứa con, hiện hai vợ chồng ông nuôi đứa cháu 4 tuổi. Ông Khanh nói, giờ tôi quyết định về quê sống, ở cùng với người em ruột, bôn ba ở thành phố quá lâu rồi. Bà Phương cho biết, khi chồng nằm viện cũng nhờ sự đóng góp giúp đỡ của bà con xóm giềng và sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm mà bà có được vài chục triệu đồng để lo cho chồng. Trước đó, ngày 23 tháng 10, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận ông Khanh trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ của khoa nội tim mạch hội chẩn, kích hoạt hệ thống báo động đỏ can thiệp tim mạch. Sau khi xác định bệnh nhân bị nhồi huyết cơ tim, ekip can thiệp tim mạch chụp động mạch vành và tái thông đoạn động mạch vành bị tắc. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh dần, tự thở được, được duy trì thuốc vận mạch liều thấp và hồi sức tại phòng hồi sức. Sau 5 ngày được cứu sống, bệnh nhân được áp dụng các chương trình phục hồi chức năng tim mạch cơ bản. Theo bác sĩ Nguyễn Lương Quang, trưởng khoa Hà Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, tỷ lệ không qua khỏi của bệnh nhân nhồi huyết cơ tim và ngưng tim rất cao. Trường hợp này rất hy hữu. Tại bệnh viện cũng đã cứu sống bệnh nhân ngưng tim nhưng ở khu vực gần. Còn bệnh nhân này đã được bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định ngưng tim và tiên lượng rất nặng, lại di chuyển một quãng đường hơn 1.000 km. Bác sĩ Quang bộc bạch, nhưng trong quá trình di chuyển, tim của bệnh nhân bắt đầu hồi sinh lại. Sau cứu chữa, bệnh nhân phục hồi rất tốt, vận động sinh hoạt lại được. Đây là chuyện rất hy hữu. 20 năm trong nghề, tôi mới thấy một trường hợp may mắn như vậy. Bác sĩ Quang nói tiếp, can thiệp tim mạch là một kỹ thuật tiên tiến, cứu sống nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên nó không phải là tất cả, bởi có những bệnh nhân can thiệp xong vẫn có thể rối loạn nhịp, suy tim và không thể qua khỏi. Xin chúc mừng ông Khanh với trái tim kiên cường. Cả hai người bệnh nhân này đều rất may mắn trở về từ cửa tử. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng sự nỗ lực hết mình, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ đã giành giật sự sống, kéo bệnh nhân ra khỏi tay tử thần. Qua câu chuyện của hai nam bệnh nhân may mắn này cho thấy, chúng ta một bài học quý giá, còn thở là còn chiến đấu để chiến thắng tử thần khi điều trị bệnh, bởi sinh mạng con người là quý giá nhất. Tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.